Chào tất cả anh em. Hôm nay mình mới về được một mặt hàng đặc biệt mình giới thiệu anh em. Mình giới thiệu với anh em một siêu phẩm búa của hãng Hắc Mỹ, một thương hiệu mà anh em ta rất quen thuộc. Đợt này mình giới thiệu với anh em cái mẫu búa 2,2 kg của hãng Hắc. Một mẫu búa chuyên dụng để anh em ta đóng cốt và đập bê tông. Vì hàng của Mỹ là họ thiết kế lúc nào hai đầu cũng đa dụng hết anh em, nó không giống hàng Nhật là nó hay thiết kế hai đầu tròn. Thì hàng của Mỹ thì thiết kế thì một đầu tròn để anh em ta đập đắp cốt và một đầu chữ thập này nè, chức năng nó tụ tại một điểm để anh em ta đập phá bê tông dễ dàng. Cái mẫu búa hãng H này nó thiết kế theo hình thiết kế cái giao diện kiểu robot, cho nên anh em thấy nó góc cạnh rất là đẹp, nhìn rất là cơ bắp và ngầu. Đúng là phong cách của Mỹ, thì Mỹ nó làm cái hàng gì nó cũng tính vào cái tính chất đẹp và đa năng hết, cho nên cái mẫu búa của nó cũng như vậy. Thì tổng cái chiều dài của cái mẫu búa này từ đầu tới cán là 37-38 phân. Cán búa là chất liệu cán sợi thủy tinh bọc nhựa cao su bên ngoài. Loại này là nó chống va đập và nó chống gãy và tay cầm chống tuột nữa. Thiết kế có móc treo này để anh em ta có thể sau khi sử dụng anh em ta treo lên gọn gàng. Anh em coi tổng quan về cái đầu búa của nó, thiết kế rất là ngầu và đẹp, hàng đẹp len keng, nặng 2,2 kg cả cán. Thì mình bán cái mẫu búa của hãng H này với giá là 450.000 chi phí vận chuyển một cây, hàng đẹp chất lượng len keng như hình. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên phía mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Hàng H này mình bao anh em về sử dụng, chất lượng thì tuyệt vời luôn, đầu búa rất cứng, đập không lo tè đâu. Hàng của Mỹ nó làm thì chuẩn lắm. Rồi, anh em nào quan tâm về sản phẩm này thì liên hệ bên phía mình. Mình xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin kết thúc video tại đây.